Son Việt Nam có đáng mua hay không? Hôm nay thì mình sẽ squat và review siêu chân thực cho mọi người hai dòng son thiên nhiên bán chạy nhất của nhà cỏ mềm nha. Đầu tiên phải kể tới là bộ son lụa diễm. Em này thuộc kiểu son có dưỡng chứ không phải là son lì, hợp với các bạn nào mà môi khô quanh năm như mình. Để thấy rõ được cái độ dưỡng thì mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây là môi của mình trước khi đánh son, nó khô với cả bị lộ rãnh môi mọi người. Bình thường thì mình hay đánh một cái lớp son dưỡng mỏng trước, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thoa trực tiếp lụa diễm lên trên môi. Đây, mọi người thấy không? Mặc dù môi khô nha, nhưng mà son lên thì vẫn rất là mượt, không có làm lộ rãnh môi. Bặm nhẹ thì vẫn cảm nhận được một cái độ mềm ẩm. Cảm giác này thì y như lúc mình dùng mấy cái cây son high-end YSL vỏ vàng hay là Max Satin. Làm được thế là vì em này chứa rất nhiều dưỡng, có dầu hạnh nhân này, squalene, sáp ong. Cái mà mình đánh giá cao hơn cả là cái bảng thành phần được kiểm nghiệm an toàn với chì và kim loại nặng, không có gây thâm môi, không có silicone, mẹ bầu cũng dùng được luôn. Chính vì nhiều dưỡng lại không chì nên cái độ bám thì mình thấy là ở mức trung bình thôi, tầm 3-4 tiếng uống nước thì sẽ bị dây lên thành cốc như thế này. Nhưng không sao, mình vẫn ưng cái chất son mềm mại, thế nên là mang theo để trong túi rồi ăn uống xong thì mình dặm lại. Bảng màu của son diễm thì khá cơ bản, vẫn là những cái tông đỏ đất, đỏ cam tương đối dễ dùng. Mình thích nhất là màu 105 và 106. Ai mà thích bám màu lâu hơn thì có thể đổi qua son kem nhung. Độ bám thì tầm 4-5 tiếng, không có chứa chì, không có chứa silicone, thành phần thì tự nhiên an toàn. Điểm trừ duy nhất là tới cuối ngày thì mình cảm giác là nó hơi khô môi một chút xíu, nên sáng và tối thì mình chú ý là dưỡng môi kỹ một chút nha. Bảng màu khá hàn sẻng, cá nhân mình thích nhất là 31-32, dễ dùng, hợp với nhiều tông da. Bạn nào mà quan tâm nhiều đến dưỡng môi thì có thể tham khảo các dòng son dưỡng thiên nhiên lành tính khác của cỏ mềm nha. Tổng kết lại thì so với các dòng son Hàn Âu cùng phân khúc giá dưới 200k mà bảng màu ok kèm độ dưỡng tốt như thế này thì mình thấy son Việt Nam cũng rất đáng mua. Còn mọi người thấy sao?